Ok, hôm nay có tiếp cái video trước thôi. Hôm trước làm tới đâu rồi nhỉ? À, viết xong mấy cái rào đăng nhập bên server đúng không? Giờ mình sẽ làm bên client hả? Thì này mình có một cái folder client. Init. Để tạo ngang cấp với lại server chứ. Đây không em. Folder. Client. Ok. Trước tiên mình chắc thử cái server nó chạy như thế nào nha. Mình sẽ vô là gì? Localhost 5000 API bên Google đúng không? Ok, đăng nhập. Ok, hôm vừa rồi là mình dừng ở đây đúng không? Thì mình bấm đăng nhập thì nó sẽ redirect tới một cái link của client đúng không? Kèm theo đó là một cái user ID gì? Rồi hôm nay mình sẽ code bên client ha. Trong client này thì mình cd vô client mv mvx react app ha. Chấm ha. Thì cái quá trình này là câu lệnh này là giúp mình tạo sẵn một cái con react app ha. Cấu hình sẵn các kiểu là điểu là mình chỉ cần việc dùng ha. Giờ chỗ này nó sẽ hơi lâu xíu nên mình sẽ bầu lại cho. Ui. Không mày nữa. Rồi, tải xong. Giờ tắt cái bên tắt lại server cái. Vô trong con client của xóa mấy cái file mình không cần ha. Xóa file này. Ok. Để là hai file thôi. Để áp với file index thôi. Rồi vô trong này mình xóa bớt những cái import đó nha. Ok. Trong file app này em xóa luôn. Header này, chỉ này ghi lại một cái app thôi. Cho mình biết là mình đã chạy được hay chưa thôi. Sau khi xóa xong rồi chạy thử con app lên nha. Cái con client của mình sẽ có cổng là localhost 3000 ha. Đó là do vì sao mà mình lại redirect về cái cổng localhost 3000 ha. Nó nói gì? Nó nói không thể tìm thấy index.css tại nãy mình xóa rồi. Vậy nên bên đây mình xóa chưa hết. Ok, xong. Ok, chạy ha. Chạy vô chị không lên app rồi. Giờ mình sẽ cài Bootstrap. Cài bằng link ha. Và sẽ cho nhanh thì dùng link CDN ha. Có hai cái link CSS với lại JS vô là xong. Bỏ nó trong file index.html. Ok. Copy JS nữa. Và vô xong. Test thử là Bootstrap nó ăn chưa ha.
Dạ, chỗ chữ áp này mình cho một cái button đi. Hai là gì? Button. Class name là btn, cái class này có sẵn của thằng Bootstrap. Ok. À cái tên Bootstrap mình đặt là cái gì? Clip đi. Tên của cái nút. Ok, có cái nút chưa? Có cái nút rồi. Nhưng à Bootstrap ăn rồi nè. Nhưng mà cái màu nó chưa ăn hả? À do đánh sai. Rồi, chứng tỏ là Bootstrap đã ăn rồi hả? Thì cái này mình comment lại. Giờ mình sẽ tải thêm các thư viện để dùng cho client ha. CD vô client. Sẽ tải thư viện sau, đầu tiên là Axios để mình cái này dùng để mình call API bên phía server. Thứ hai là React Router DOM đi. Thằng này để tạo những cái đường dẫn trong cái con app của mình ha, những cái trang nữa. Và là tải Redux, React Redux. Bài này mình sử dụng Redux ha. Thêm một thư viện nữa là Redux Worksheet đi. Redux Worksheet này là dùng để lưu state, lưu giá trị của reducer xuống dưới local ha. Worksheet. Hết chưa ta? Trước mắt nhiêu đó à. Ok, tải xong rồi mình sẽ check thử là trong package.json này đã có những cái đó chưa hả? Có nè. Basic có hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo DOM tạo row. Trong file index thì mình sẽ làm gì? Import vô. Import một cái của thằng React Router DOM đó là gì? Browser router from React Router DOM. Ok. Thằng này mình sẽ bọc nó vô ha. Bọc thằng app mình vô trong cái browser này ha. Nó biến con app của mình nó có thể chuyển trang được ha. Rồi. Con app nó vô đây rồi. Bây giờ mình sẽ vô con app. Mình sẽ tạo những cái row ở trong con app này. Thì trước đó mình sẽ tạo một cái folder là component. Folder này chứa những cái trang của mình ha. Rồi, trong component này mình sẽ tạo cái file là login.js. Trang này là trang để đăng nhập ha. Tiếp theo là file là home đi. .js, trang này là trang home ha. Còn một cái nữa là gì? Cái nữa là login success. Trang này là không không hiện UI ha, không dùng để render UI mà dùng để con API thôi ha. Tức là khi cái mình khi mình redirect về cái link này nè, cái login success chấm cái user ID nè, thì cái link này chính là cái row của cái comment login success đây ha. Ok, mình tạo nhanh mấy cái khâu này ha. Rồi. Rồi, trong file app này mình làm gì? Mình tạo route thì muốn có route thì mình phải import cái route TS ha. Và route TE ha. Route ES chứ, route TE của thằng cũng là React Router DOM ha. Router DOM. Ok, con dê luôn. Rồi. Trong này mình làm gì? Trong này mình tạo ra thôi.
Ok rồi, rau có người đọc là rút hả, người đọc là rau hả, mình đọc rau quen miệng ha, đang thông cảm hả. Rồi cái này để đường dẫn vô đây. Đường dẫn đầu tiên là một dấu sạc thôi, dấu sạc này sẽ tượng trưng cho một cái element. Cái element này sẽ là chạng home thôi, mình sẽ để chữ home vô đây. Rồi trước đó thì mình phải import mấy cái component vô thôi. Home from vô component và vô home thôi. Rồi mình sẽ import ba cái kia vô luôn. Cái thứ hai là login đó. Cái lần thứ ba là gì? Login success ha. Rồi tương tự như đây mình sẽ viết hai cái rau. Một cái rau là login. Một cái rau là gì? Login success. Mình phải viết đúng như cái rau bên này mình khai á. Mình viết tức là localhost 3000 ở đây đúng không, xong login success, xong rồi phải thêm một cái user id nữa. User id này cái bar ram ha, nó là động ha, nó là dynamic ha. Thì chỗ này mình có login success rồi, thì bây giờ thêm một cái user id nữa, mà theo kiểu bar ram thì mình để hai chấm ở trước ha. User id thì cái thằng user id này á thì nó sẽ là cái thằng này, cái giá trị của thằng request.user.id này. Giờ mình viết cái này thì sau khi mình vô cái component login success đó thì mình sẽ lấy được user id ha. Cái này là gì? Login success ha. Cái này là gì? Login. Rồi ổn á. Ok, mình đã có 3 round rồi. Ra đây test thử là round đã chạy chưa. Đây là trang home thì nó hiện chữ home ha. Mình vô trang login thử nó có sẽ hiện chữ login không nha. Cái này là login ha. Ok, nó qua login ha. Còn cái này mình là gì? Login success. Thêm một cái giả sử mình không thêm cái ID ở sau thì nó có ra không? Nó không ra gì hết ha. Mình phải kìa một cái gì đó ở phía sau này nữa ha, để tượng trưng nó là cái bar ram ha, cái user ID ha, thì nó mới chạy vô cái rao login success ha. Rồi cái rao mình đã chạy. Bây giờ mình sẽ làm nhanh ở cái trang login. Đầu tiên là trang home trước đi. Trang home mình sẽ làm nhanh ha. Mình sẽ có hai cái nút thôi. Nãy mình đây mình cố ý mình comment cái này là mình không muốn viết copy á. Ok. Trong home này mình sẽ cho nó hai cái nút thôi. Cái nút đầu tiên là cái nút gọi là gì, đăng nhập thôi. Mình sẽ viết tiếng Việt luôn. Nút này sẽ là nút đăng nhập thôi. Rồi thêm một cái nút nữa, một cái nút nữa thì cái nút này sẽ là nút đăng xuất ha. Nó là đăng xuất tức là rồi cho cái màu khác chút, cho cái màu của success đi. đen rơi. Ok chưa? Coi thử này, vô lại trang home thử nó có hai cái nút chưa hả? Ok, nó có hai cái nút đăng nhập và đăng xuất rồi. Giờ mình xin xí ha. Xin xí cho nó nhìn đỡ hơn chút. display thì mình sẽ để là gì? Flag. Ok. Justify content. Justify content thì mình để là gì? Center gap để 32 pixel đi, thì nó sẽ vô dưới cho mình ha. Ok, hai cái nút này ha. Bây giờ cho nó CC đang xí thì bây giờ mình thêm cái margin top thôi. Margin top đi.
Margin top cũng 32 số hả? Xuống không? Ok chuẩn ha. Thì khi mình bấm vô nút đăng nhập đó, nó sẽ chạy vào trang login, bấm đăng xuất thì nó sẽ gì, nó sẽ xóa cái token cho mình ha. Tức là khi mình đăng nhập xong á, mình sẽ có token đó lưu như này, mình sẽ lưu cái token như này vào trạng thái là đăng nhập. Cái này là của con trước mình test thôi nên nó còn lại, nhưng mà đại khái là cái con này mình cũng làm y chang á, tức là khi mà mình đăng nhập xong á, mình sẽ có một cái token lưu ở dưới này và cái trạng thái đăng nhập là true thôi. Còn nếu mà chưa đăng nhập thì trạng thái là phone và cái token nó không có gì, nó là null thôi. Thì cái này là của con trước nên bây giờ mình sẽ xóa cho nó chống cái local thôi. Rồi cái local không có gì à, sau khi mình đăng xuất thì nó xóa token, còn sau khi mình đăng nhập thì nó gì, có token vậy thôi. Trước đó thì mình sẽ xét cái sự kiện on click cho cái nút này ha. Khi bấm vô nó sẽ chuyển qua trang login ha. Mình muốn làm cái đó thì dễ mà, sử dụng một cái hook có sẵn của dự án Autodom, đó là view navigate ha. Xong đây mình đặt con ha, bạn navigate ha, bằng user navigate, khởi tạo một cái thằng điều hướng. Sau khi ấy thì chỗ này mình sẽ để sự kiện là gì, on click ok, mình sẽ gì navigate qua wow, cái trang là login, tức là khi click vào mình sẽ đẩy qua trang login ha, navigate ha. Ok con B rồi chạy không nha, bấm đây đó, chạy qua trang login đó, có login luôn. Bây giờ qua bên login mình làm cái gì, login mình xuống tạo hai cái nút ha, một cái nút đăng nhập bằng Google và một cái nút đăng nhập bằng Facebook ha. Thì bên này mình cũng copy của trang home cho nhanh ha. Sẽ copy hai cái nút đây, copy luôn cái này đi. Đây. Thì cái này không có navigate nữa, cái thằng này sẽ là gì? Đăng nhập bằng Facebook hả? Còn cái này sẽ là gì? Đăng nhập bằng Google. Ok con B không? Rồi trang login nó sẽ có hai nút là để đăng nhập vào Facebook và đăng nhập vào Google ha. Tiếp theo mình sẽ như nãy mình nói là mình đăng nhập xong là mình sẽ lưu token ở dưới local đó, mà cái trong này mình sẽ không lưu bằng tay mà sẽ dùng cái thư viện lưu, đó là một cái thư viện là Redux Basic ha. Bây giờ mình sẽ cài Redux và Redux Basic vô trong con app của mình luôn, cài sẽ nhanh thôi không có chậm đâu. Đầu tiên là phải tải cái ha, anh em chắc thử là có cái Redux Basic nè, có Redux Redux nè và có Redux chứ. Rồi có đủ ba cái này thì mình cài được rồi. Thì trong sort này src mình tạo thêm một folder đó là store đại diện cho cái Redux ha, cái store của Redux ha. Trong cái store này cũng tạo thêm hai folder nữa, là một cái là action, phần này là cái chứa những cái action để gọi lên Redux ha. Một cái file nữa là một cái folder nữa là reducer, reducer thêm s ha, action này cũng thêm s cho nó đúng nghĩa. Rồi trong reducer mình làm gì, trong reducer sẽ tạo một cái file là root reducer, root reducer.js và một cái reducer để phục vụ cho quá trình đăng nhập, đó là auth reducer. Xem gì ấy. Cái reducer này nó sẽ quản lý những cái state liên quan đến đăng nhập, giống như là đã đăng nhập hay chưa hoặc là token ha. Thì chỗ này mình sẽ làm gì, mình sẽ khai báo cái init state ha, cái giá trị khởi tạo cho state này ha.
thì nó sẽ có như mình nói là nó sẽ có trạng thái là login hay chưa, thì mình sẽ cho nó là biến là is login ha. Nếu thằng này là true thì tức là login rồi, thằng này là false thì chưa login. Một thằng token, thằng này sẽ lưu giá trị token ha, nếu chưa có thì là null. Ok, tiếp theo là viết cái reducer out. Reducer, cái reducer này có cái gì? Trong này nó sẽ có hai đối số là stack. Thì đầu trước tiên nó chưa có gì thì mình sẽ đặt nó là init stack ha, cho nó giá trị là init stack. Và đối số thứ hai là cái action. Action này được lấy từ cái được lấy ra từ cái hàm dispatch của thằng Redux không ha. Ở dưới này mình làm cái gì? Ở dưới này thì có switch case thôi. Trong cái case này là mình sẽ check theo cái action.type ha. Mỗi cái action truyền lên nó sẽ có một cái type. Type này là cái type của action ha. Để phân biệt action nào với action nào. Cái type này sẽ map với những cái case này nè, tương ứng với những cái case khác nhau sẽ làm những cái công việc khác nhau. Còn default thì mình chỉ cần return là start thôi là được. Giờ mình chưa có cái mình chưa viết cái case nào ha, mình cứ để default thôi. Cuối cùng là gì? Export cái reducer này ra. Export default. Our reducer. Ok. Tiếp theo là viết bên root ha. Thằng root này có nhiệm vụ viết cái gì? Thằng root này là viết về cái config của bursit á. Tức là mình config việc lưu những cái giá trị nào của reducer dưới local á, mình có thể quản lý được ha, mình muốn lưu giá trị nào cũng được ha. Giả sử như cái thằng out reducer này nó có hai cái giá trị là login hay token, bây giờ mình có thể cấu hình cho nó là gì, có thể lưu luôn hai cái giá trị này ở dưới local hoặc là chỉ lưu một trong hai cái hoặc là không lưu cái nào ha. Thì trong root này là mình sẽ làm mấy cái đó ha. Và một công việc trong cái root nữa là sẽ gì, sẽ gom tất cả các reducer lại thành một cái reducer lớn để mà tạo cái store. Thì đầu tiên là gì, mình phải import cái out reducer này vô, tức là sau này anh em viết thêm những cái reducer khác giống như là user reducer hay là gì đó thì tất cả sẽ gom hết vô trong cái đuôi reducer này ha. Import cái out reducer. Tiếp theo là mình sẽ import một cái để gom tất cả cái reducer lại, đó là gì, compile compile reducer ha, con này của thư viện Redux ha. Tiếp theo nữa là mình sẽ import một cái storage của Redux Bursit để nó lưu, để thằng này nó sẽ là gì, nó tượng trưng cho cái local storage của mình ạ. Import ha, store from Redux Bursit sạc library. Ok, tiếp theo mình phải import một cái hàm Bursit Reducer để mình thực hiện cấu hình Bursit cho nó, Bursit cho cái Reducer ha. Bursit Reducer thằng này là gì? Này là của Redux Bursit luôn à. Còn một thứ nữa là gì, cái auto merge level 2 của thằng Redux Bursit ha. Thằng này là cái cấu hình cái cách cái độ sâu để mà gom giá trị, tức là độ sâu để merge giá trị của local storage ha. Nói chung cái này anh em lên mạng gõ một cái từ khóa là gì, mệt ha, mệt Redux Bursit, Redux Bursit là trên mạng có ha, anh em lên đọc sẽ hiểu hơn ha. Trong cái này thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái object là đặt tên là common, tức là config. Common config tức là gì, cấu hình chung, cấu hình chung cho tất cả các reducer là cái storage. Cái storage sẽ là gì, storage mà hai cái giống nhau thì mình viết một cái thôi,
cái thứ hai là mình phải cấu hình cái snack, cái độ sâu á, cái đó là cách để mở á, độ sâu mở á là gì, snack concealer hả? Concealer thằng này sẽ để là auto mode level 2 ha. Tiếp theo là mình sẽ tạo một tạo cái config riêng cho từng cái reducer ha. Mình sẽ tạo cho auto config ba cái key để lưu với local là lưu theo cái key là gì, cái key là auto. Và thứ hai là gì, whitelist ha. Whitelist này là gì? Whitelist này là mình nói cho thằng Redapersis biết là mình muốn lưu những cái giá, những cái step nào, những cái giá trị nào của thằng auto reducer, của thằng reducer như cụ thể hôm nay là auto đúng không? Tức là thằng auto reducer nó sẽ có hai cái giá trị, hai cái step là easy login với token. Thì cái whitelist này là mình sẽ nói mình muốn, giả sử mình muốn lưu cả hai cái thì mình sẽ ghi cả hai cái vào trong đây. Còn nếu mình muốn chỉ lưu cái token thôi, tao muốn, tức là nói là tao chỉ muốn lưu token thôi, còn thằng gì, thằng Ezrogin này tao không muốn lưu ở dưới local đó, thì lúc này trong cái whitelist này mình chỉ để token thôi. Vậy đó, trong trường hợp này thì mình muốn lưu cả hai ha, lưu cả hai thì mình ghi là gì, Ezrogin. Rồi tức là trong trường hợp này cái thằng audio nó chỉ có hai cái thôi, hai cái thôi, mà bạn muốn lưu cả hai thì không cần phải ghi whitelist ha, ghi cái basic nó tự động nó sẽ lưu hết tất cả các stack ha. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu mà thằng này nó có nhiều hơn hai, tức là mình chỉ muốn lưu hai thằng này thôi, nhưng mà trong này nó sẽ có thêm những cái stack khác giống như là user hay gì đó, thì lúc này mới dùng whitelist ha. Và trong này mình dùng luôn whitelist ha, cho chắc ăn ha. Rồi mình nó có cái gì à, mà cái này common config mình phải thêm vô nữa rã ra ha, dùng detection rã ra ha. Rồi tiếp theo là làm gì, tạo một cái root reducer, mình gom lại tất cả các reducer lại với nhau ha. Con root reducer bằng gì, gọi hàm combine reducer và gom tất cả các reducer mình sẽ bỏ trong một cái object và thêm cái key cho nó, như auto reducer mình sẽ để key là auto. Rồi mà thằng này mình muốn làm gì, mình muốn basic nên mình sẽ sử dụng hàm basic reducer. Trong basic reducer này sẽ có hai đối số, đầu tiên là cái config là mình là gì, auto config, và một cái reducer đó là auto reducer. Xong viết như thế này tức là gì, mình đã gì, mình đã nói cho thằng Redux biết là mình gì, mình muốn basic cái thằng auto reducer và basic theo cái cấu hình này đó, basic theo những gì mà mình cấu hình trên đây. Còn nếu mà không muốn basic á, không muốn dùng Redux basic, không muốn yêu local á, dùng Redux bình thường á, thì không cần cái hàm Redux basic ha, chỉ cần một cái key là auto và ghi tên của reducer là được ha. Rồi ok, cuối cùng là gì, export default cái root reducer ra. Ok, như là mình xong trong tiếp theo ngang cấp với file index thì mình cũng tạo thêm một cái file gọi là file redux đi. Lần file này chủ yếu là để tạo ra cái store với lại một thằng basic store cho cái app của mình thôi. Đây là bước cuối cùng của việc cài đặt redux ha. Trong này thì mình import cái root reducer vào. Thứ hai là gì, import thêm một cái hàm để tạo store là create store. Rồi mình quên một thứ, tức là thằng người đất bình thường á, nó chỉ tức là nó chỉ cho phép mình dispatch lên, tức là mình chỉ được đưa lên một cái action mà theo kiểu object blend thôi, kiểu tức là cái object bình thường á là chỉ có key value này nọ thôi, còn nó không cho mình dispatch lên một cái hàm ha. Nên nhiều khi mình muốn thực hiện việc fetch ID á, fetch API hay là muốn call API trước khi mà muốn vô reducer thì mình phải dùng một cái middleware ha. Thì cái middleware đó là mình hay dùng là thin ha.
Anh sẽ tải luôn ha, MVM install Redux thông thằng middleware này giúp mình có thể đại khái là có thể call API trước khi mình vô reducer, nó sẽ giúp mình thực hiện việc bắt đồng bộ giữa React và Redux. Thì trong Redux mình sẽ import thêm một cái hàm nữa là gì, hàm apply middleware, tức là gì, chấp nhận một middleware. Rồi trong này mình sẽ import thêm một cái hàm nữa là persist store rồi đúng không? Trong này mình sẽ tạo một cái hàm đó là hàm Redux Store đi. Cái hàm này mình sẽ tạo ra một cái store và một cái persist store. Con store. Và store này là store của con app của mình luôn ha. Trong store này sẽ chứa tất cả các stack của Redux luôn ha, của reducer luôn ha, tất cả các reducer. Trong mỗi reducer này sẽ có những cái stack khác nhau đúng không? Xong rồi mình gom hết lại mình bỏ trong một cái store này cho nó quản lý. Thì mình sẽ tạo là gì? Restore ha. Rồi trong store này đối số đầu tiên là mình bỏ cái reducer thôi, cái root reducer vô. Thằng này mình đã gom hết tất cả cái reducer còn lại vào rồi. Thứ hai là apply middleware ha. Thì sau khi đã tải thin thì trong này mình sẽ import thằng thin vô ha. Để mình sử dụng ha. Rồi, mình apply thằng thin này. Dễ mà đúng không? Hiểu nghĩa mà, tức là tạo cái store root reducer nhưng mà sử dụng một cái middleware là thin nữa. Tiếp theo là mình tạo cái thằng persist store. Store này dùng cho việc Redux persist. Persist store, đặt là persist store đi. Rồi, thằng này mình sẽ có là gì? Persist store. Store. Rồi. Cái hàm này mình sẽ trả lại cái store và persist store. Ok. Import default thằng này ra. Ổn, nó cả đã ổn, tắt á, tắt á. Rồi trong index này import vô làm bước cuối cùng, import đầu tiên là cái provider, mình phải bao con app của mình trong provider thì mình mới dùng được Redux thôi. Tiếp theo là mình sẽ import một thằng mới, đó là thằng persist gate from redux persist. Này nó làm gì? Thằng này để gọi là gì? Nó sẽ delay việc render cho đến khi cái stack của reducer nó cập nhật hả? Thứ ba nữa là mình sẽ import cái hàm redux config. Store from Ủa cái file rác này mình tạo ở đâu rồi ta? Ủa tạo ở ngoài luôn à? Lú quá. Đẩy vô hả? Import vô thì trong thằng hàm này nó sẽ trả mình hai cái, một cái store một cái persist store, thì mình lấy ra hả? Đấy chưa, con mẹ vậy đấy, persist store bằng gì, đặt store tức là cái hàm này nè, cái hàm bên đây nè, nó sẽ trả mình cái gì store với persist store nè, nên bên đây mình chỉ gọi hàm và mình lấy ha, tại vì cái hàm này nó trả về cho mình hai giá trị này ha. Rồi bây giờ mình sẽ bao con app mình trong cái provider.
để mình dùng được redux. Trong rồi đơn vờ thêm một lớp nữa là basic gain. Ok là xong. Trong cái này mình cho nó một cái store vô. Cái basic gain này mình sẽ cho nó một cái basic to vô. Và thằng này mình phải để thêm một cái prop nữa là loading ha. Không để nó bị lỗi ha. Loading luôn ha. Thằng này là khá là cái mình có thể bỏ vô một cái component loading vô đây để cho nó đẹp không ạ. Nhưng mà không cần ha, để luôn ha. Rồi luôn ạ. Coi có lỗi chưa. Ok này kêu có lỗi rồi. Cái basic gain này không gây bọt được trong cái redux basic à. Thì mình sẽ lên cái redux basic mình có lại ha. Redux basic NPM à. Còn ai đây? Không có readme luôn à. À, phải vô trong này nữa hả? Vô trong cái integration react các kiểu là điếu nữa mày mới chịu, khó khăn quá. Integrate react được chưa? Rồi được rồi, nó quay mọi người chưa đó. Rồi coi ở trong này nó có hai cái, ok thấy chưa, là có hai cái giá trị mà mình đã cấu hình trong cái config au á, config basic nãy mình cấu hình hai cái giá trị này đó, nó lưu hai cái giá trị này dưới local. Giờ thì cái việc dưới local này mình không có thực hiện thủ công đó, mình chỉ cần thay đổi giá trị của thằng auto-reducer này thôi, hai giá trị này mà thay đổi thôi thì lập tức ở dưới cái local nó sẽ thay đổi theo. Rồi sau khi mình đã làm xong hết thảy thì mình bắt đầu thực hiện việc login nè. Như hồi nãy mình đã nói, tức là mình bắt đầu từ đâu, khi mình bấm vô cái chữ Google nó sẽ chọc vô cái link mà kích hoạt cái chiến dịch Google này, nó sẽ chọc vô cái link này à. Sau đó nó sẽ chọc vô, xong nó sẽ chọc vô cái chiến dịch này đó, nó sẽ đưa cái cục này lên Google này nọ. Hôm bữa mình có nói là sau khi nó lấy được response nó trả về cái này cho mình ha. Thì qua đây mình hướng xong các kiểu là điểu rồi gì, mình redirect về cái link login một cái user ID ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện việc là list vô này nó sẽ kết hợp chiến dịch ha. Thì mình sẽ vô cái component login, thằng này nó sẽ có một cái onclick này, mình sẽ viết một cái hàm là gì, handle login gì vậy. Rồi mình sẽ định nghĩa cái hàm này, còn về bạn. Rồi hàm này mình sẽ làm gì, mình sẽ mở một cái window, new window chấm open đi. Trong này mình sẽ viết một cái link, một cái link đó là gì, http chấm localhost 5000 đúng không, cái link server của mình 5000 cái gì API Google. Rồi mình sẽ thêm một cái đối số nữa, đó là ship get sale ha. Cái đối số này có nghĩa là khi mà nó mở cửa sổ mới cho trình duyệt á, nó sẽ không mở một cái tab mới luôn, mà nó sẽ đi đè, nó mở tab đè lên trong cái, tức là nó sẽ lót tại cái trang của mình đang đứng luôn ha. Đó là sale. Ok, trước mắt vậy ha. Bây giờ mình sẽ bấm Google thử. Ok, nó không có con mẹ gì xảy ra hết hả? Button. À, mình đang để ở Facebook hả? Mình đi bấm Google hả? Con mẹ nó ngu như chó vậy. Rồi, khá là ngáo. Ok, bấm. Đó, nó chạy rồi. Ok, nó đã kích hoạt được chiến dịch Google ha. Bây giờ nó sẽ cho mình đăng nhập. Mình đăng nhập xong nó redirect về cái trang login success 3000 của mình. Đó, nó sẽ vô được cái component login success luôn nè.
tại mình đã khai đúng cái rau này á, thì nó sẽ vô đúng cái combination này. Rồi, ok chưa? Thì bây giờ tiếp theo là gì, trong combination này mình sẽ xử lý, mình sẽ lấy cái ID này mình ném lên lại, mình sẽ ném lên lại thằng server và sẽ call theo cái API này là login success. Mình sẽ truyền vô cái hàm này một cái ID, đó là cái ông nội này ông qua bên đây này, ông sẽ có ID ở trong này đó, ông sẽ có ID, ông sẽ lấy được ID trong này này nọ, xong rồi ông sẽ chọc vô DB, ông tìm cái thằng user có ID đó, ông lấy về, xong rồi ông tạo một cái token đó, xong rồi ông trả về lại. Và lúc này là trong cái component này sẽ lấy được cái token ha, xong mình lưu với local là xong việc đăng nhập ha. Nói thì dài nhưng mà bây giờ mình sẽ làm luôn ha. Trước tiên thì mình sẽ viết cái API để tạo token trước ra. Tức là khi mà ông người dùng ông con API vô cái link này, ông sẽ chọc vô cái login success của controller. Đó, vô cái hàm này, thì trong hàm này nó sẽ có hai cái đối số là request và response. Trong hàm này ông có làm gì? Mình hay dùng checkout đó. Checkout. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái ID từ cái request gửi lên ha. Mình sẽ lấy là ID. Request gửi lên là lấy trong request chấm chấm body ha. Tại vì sao? Tại vì cái phương thức mình cái method để gọi cái API này là bot, thì bot thì mình sẽ lấy trong body ha. Đầu tiên thì mình sẽ chắc là nếu mà không có ID, tức là client gọi API nhưng mà nó không gửi theo cái ID, thì mình sẽ red luôn, red chấm status luôn. Lỗi 400 à, lỗi server à, lỗi client à, chấm json. Mình sẽ truyền một cái object về thôi, báo cái mã lỗi là mã 1 và cái message là missing đi, missing ông đã missing input rồi, hoặc là missing payload gì tùy các bạn. Nói chung đại khái là báo cái lỗi là đã miss ha, hoặc không ghi rõ luôn là miss ID hay này nọ. Còn nếu mà nó không vô cái key key ID này, tức là nó sẽ có ID rồi, thì gọi hàm thôi. Còn nếu thằng chó này mà nó vô lỗi thì mình reset chấm status lại. Lỗi lỗi này là lỗi server 500 chấm json. Thì mình cũng y chang thôi, mình báo một cái error code và một cái message. Error code lúc này mình sẽ để dấu âm thôi. Báo lỗi server. Còn message thì làm gì? Message thì ghi thôi. Sẽ ghi tại đây là fail and out controller. Để khi mình đọc message lỗi này mình biết là mình lỗi ở tại chỗ này hả? Mình dễ chọc vô mình kiếm hơn. Còn một cái gì? Error. Ok chưa? Bây giờ chỗ này xong thì mình sẽ less respond bằng await. Mình sẽ gọi một cái hàm service thôi, một cái hàm service chỗ này ha. Trước đó thì mình sẽ tạo cái hàm đó, mình trong cái folder service đâu rồi, trong này mình chưa có row này, controller mình chưa có service rồi. Mình sẽ tạo một folder là service. Trong folder service này mình làm gì? Mình sẽ tạo một cái file là outservice .js. Trong our service này mình sẽ đầu tiên mình sẽ tương tác với DB mà, nên mình sẽ đẩy DB vô require cái ông module. Ok, lấy được cái DB rồi thì bây giờ mình viết một cái hàm là gì, login success thêm một chữ service nữa để phân biệt hả, service. Rồi trong này mình sẽ nhận một cái ID từ thằng kia chuyển qua ha. Thì tương tác qua ID với DB thì nó tốn thời gian mà, nên mình sẽ trả về một cái promise async resolve I reject. Ok, trong này mình sẽ là gì, check cut. Nếu mà ông có bắt được lỗi thì cứ
trả về hả? Reject, nói chung là reserve với reject nó giống như return thôi, đại khái nó cũng tương tự nhưng mà nó không giống hoàn toàn, nhưng mà cứ hiểu nó là return, tức là khi mà lỗi thì ông reject ra một cái gì đó, tức là ông return ra một cái gì đó thôi. Thì chỗ này mình sẽ return ra gì, error code là bằng bằng 123456 vậy đó. Nói chung là cái lỗi này là do mình, cái mã lỗi này nó khác không là được, tại vì mình mặc định không là là thành công đúng không, thì mấy cái số khác không thì nó là có lỗi, nhưng mà số nào với lỗi nào là do tự mình quy định ha. Message là gì, fail at our service đó. Bên kia gì để mình bắt lỗi cho dễ hơn. Rồi tiếp theo ông này có ID rồi, ông này mình sẽ là response, mình sẽ dựa vào cái ID của mình tìm cái ông user đi, bây chọc vô cái bảng user, thực hiện phương thức là find one, tức là tìm một cái dòng theo cái điều kiện where là gì, ID của bảng sẽ bằng với cái ID mình truyền vô, hai cái ID giống nhau mình ghi một cái, và thêm một cái nữa là raw bằng chu ha. Tại vì không ghi raw bằng chu thì tí nữa nó lock ra, nó ra một cái nùi instant, nó không phải là một cái object nữa. Giả sử mình comment lại đi, chỗ này mình sẽ là gì, reserve cái response đi. Ok chỗ này mình làm cái gì, chỗ này mình cần console lock ra cho các bạn nhìn ha. Respond cho mình thấy là nó không phải là một cái object ha, nó là một cái instance của thằng SQLite ha. Chỗ này mình làm gì, export luôn ý. Ok cái này là dùng command js nhưng không có kiểu đó được ha, module chấm export dễ mà, trả cái hàm này vô thôi. Bây giờ làm gì vậy? Ok, bên này mình sẽ lấy cái hàm đó vô ha, con out service import vô thôi, bằng require mình sẽ import cái file vô trước ha, import cái file service vô trước. Trong cái file service này là một cái object, cái object này nó sẽ chứa các cái hàm service. Thì giờ mình muốn gọi hàm service đó thì mình sẽ là gì, chọc vô cái file service và chọc vô cái hàm login service success, truyền một cái ID vô ha, tại bên đây mình cái đối số mình phải có ID, bên đây mình phải truyền một cái ID ha, cái ID này mình lấy từ cái body ha. Rồi chỗ này mình là gì, red chấm status 200 thành công chấm json chấm response. Ok quên lỗi await, async await. Rồi chỗ này mình phải thêm một cái async ha. Ok chạy được nha. Xong rồi mình đã viết xong cái API này ha, tức là chọc vô đúng cái API này sẽ lấy vô vô cái controller và gọi cái hàm login success, vô controller gọi hàm login success đây. Ông này gọi hàm này, ông sẽ check ID các kiểu trên đà điểu, nếu mà có ID thì ông sẽ gọi tiếp tới cái hàm login service ở cái file service. Rồi vô đây ông sẽ chọc vô DB, ông tìm cái thằng này ông log ra cho mình ha, trước mắt nhiêu đó ha. Rồi qua bên FM mình sẽ gọi viết một cái API ha, viết một cái API để call tới cái login success này. Thì trong cái này mình sẽ viết thêm một cái folder đi, là folder API đi, folder này để gọi API đúng không? Rồi folder này mình sẽ tạo một cái file là gì, out service .js. Trong cái này mình sẽ viết một cái hàm gọi là gì, còn consider. Đầu tiên là mình phải gọi ICO thôi, mình sẽ import thằng ICO để mình gọi API thôi. From ICO. Rồi đã có ICO thì mình viết hàm API thôi, đặt tên là API
Login success. Ok ok không? Thì tương tự ha, giờ mình liên lạc giữa thằng client với server nên sẽ bắt đồng bộ, mà mình sẽ trả về một cái promise, tức là nó tốn thời gian á, nó cần thời gian đợi á. Này là reject ha. Promise thì mình cứ đẩy try catch vào đẩy ha. Trả về lại rồi thôi. Còn ông cái này mình export ra luôn ha. Rồi, còn ông này nếu mà mình sẽ lấy một cái respawn. Respawn là gì? Await mình sẽ gọi axios. Rồi, method là gì? Đầu tiên là cái method gọi này là method bot đúng không? Cái API đó là method bot mà. Method bot. Rồi cái URL. URL tức là cái URL của backend. Mình sẽ ghi là HTTP. Nói chung là nếu mà làm bài bản thì cái URL này mình sẽ đưa ra cái ngoài ha, đưa ra cái file .env ha. Cái này mình chỉ có một hàm mình ghi luôn ha. Localhost 5k. Rồi login success. Đó. Tức là sao? Tức là vô đúng cái round mà mình đã gọi bên này này. Đó, mình đã xét bên này là localhost 5000 xong rồi login success đúng không? Thì phải vô đúng cái round này thì nó mới kích hoạt được cái hàm này ha. Thì đây là localhost 5000 và login success ha. Và truyền theo một cái ID, thì ID đó mình truyền trong cái data ha. Để truyền một cái ID. Tức là trong này là ID bằng ID nhưng mà hai cái giống nhau, mình sẽ ghi một cái ha. Theo là mình nói gì? Reserve lại một cái respawn thôi. Đó, ổn. Rồi mình thử import qua cái file con control C, qua cái file login success đi, qua cái component login success đi. Mình gọi thử trong này ha. Trong này nó muốn để gọi thì mình làm gì? Mình dùng một cái view effect để mình gọi ha. API ha. Rồi, trong này mình sẽ làm gì? View effect. Viết một cái hài lại có mẹ đâu. Rồi API thì trước tiên là gì? Import cái hàm đó vô cái đã. From API service. Rồi, mình sẽ định nghĩa cái hàm để gọi ha. Đặt tên là fake. Cái hàm này nhiệm vụ của mình là lấy token mà, nó sẽ đặt là fake token đi. Nhưng mà chứ mình chưa làm bên token nên mình cứ đặt ha. Rồi. Thằng này là Asin. Tại vì cái service của mình trả về một cái promise đó, nên thằng này là Asin ha. Thằng này là phải bỏ vô một cái user ID ha. Thì ông sẽ là REST respond bằng await API login, bỏ cái thằng user ID vô. Giờ đây là không cần ha. Bỏ thằng user ID vô. Rồi, đấy xong thì log ra coi cái respond nó là cái gì. Ok chưa? Mà cái user ID này ở đâu? Service ID not defined. RC. Service. À chỗ này mình phải truyền một cái ID nữa ha. User ID not defined. Thì muốn có user ID thì để cái link này mình đã cố ý truyền về một cái user ID nè. Nên mình sẽ dùng một cái hook của đó là hook useParam của thằng React AutoDOM ha. Để mình lấy cái ID đó, lấy cái ID trên URL. Thì là gì? Còn user ID bằng useParam. Rồi, tức là mình đã lấy được cái user ID. Gọi vào đây. Thì cái này mình nói định nghĩa thôi. Chỗ này mình sẽ gọi hàm đây.
Rồi, tức là khi mà cái combo đành này duyệt phát ha, mình sẽ để một cái vòng vuông để chạy một lần ha. Ok chưa? Tức là nếu mà thằng này nó chạy nó sẽ lock ra cho mình ha. Rồi đây. Nó kêu là logout 5.000 luôn xin nó found. Ok. Found cannot bot login success. Check bên đây thôi. À, mình ở cái này là bot login success nhưng mà ở trước đó mình có thêm một cái tiền tố nữa là API out phải vô cái out service đâu rồi ông ơi. Service này mình sẽ thêm cái tiền tố này nữa. Tức là IBA out thằng này nó mới đúng rồi. Ok, nó gọi được rồi nha. Đây này, này nó gọi được rồi. Nó trả về cho mình một cái thông tin của thằng user. Tức là thằng user bên đây nữa ha. Đó, mình đã tìm theo cái thằng 125 này. Thì tức là nó sẽ lấy thông tin cái thằng 125 này để trả về cho mình ha. Tức là không không biết tên 21 này. Đó, bên này này, không biết tên 21 này. Đó, nó lấy về trả mình ha. Vậy là cái API nó đã chạy rồi. Bây giờ mình sẽ tạo, thay vì mình sẽ trả về một cục này thì để bảo mật mà mình sẽ trả về một cái token thôi. Ok, nó không có trả về một cái cục như này để mình lưu local nữa. Vậy thì mình phải qua bên file service này, bên server này mình sẽ làm tiếp hơn. Anh em để ý không? Tại mình còn console ra này, đó nó sẽ ra một cái nùi, nó sẽ có tùm lum tẻ bè này, nó không phải là một object thuần à. Cái này nó là một cái instance của SQLite. Mình sẽ để object bằng true thì lúc này nó chỉ ra một cái object thôi. Mình vẫn để lock thôi, tí nữa coi. Rồi, chỗ này mình sẽ tạo token. Token là muốn tạo token thì làm gì? Mình có thư viện mới làm được chứ. Mình đã tạo thư viện ở đâu? Vô đây. CD hai cái để bắt lại này, CD server này. Đó, npm install này, json web token. Ok, trong này mình sẽ làm gì? Cái token này mình sẽ bằng là gì? Một cái hàm là đầu tiên mình phải import cái JWT vô đã. Còn JWT bạn require Async với token ha, import vô. Rồi trong này mình sẽ gọi cái hàm đó, sẽ dùng cái hàm sin của nó để mình tạo token. Trong cái hàm sin này nó sẽ có ba đối số. Đấy, khá là ba đối số. Đối số đầu tiên là một cái gì đó mà mình muốn mã hóa thành token ha. Tức là bây giờ mình sẽ muốn mã hóa ba thứ thành token. Đó là gì? Coi cái bảng này, nó sẽ có ID, có email và có role ha. Thì mình sẽ quăng ba cái cục này vô để mình mã hóa ra thành một token ha. Thì mình sẽ để là ID on response chấm ID. Nhưng mà tới token này này, quan trọng là cái response này, nếu mà lấy có thì mình mới làm được hơn, còn nếu mà cái response này không kiếm có, nó là null thì mình không làm ha. Thì mình để một cái response này ở trước ha. Response này, response này ở trước và thêm dấu bằng ha. Tức là cái này là sao? Tức là nếu mà thằng này, hai thằng này, nếu mà thằng này đúng, thằng này respond, tức là thằng này có giá trị thì mới chạy tiếp thằng này và lấy giá trị thằng này gán cho cái thằng token. Còn nếu mà thằng này sai, thằng này là null á thì không cần chạy cái thằng dưới nữa mà lấy luôn thằng null này gán cho token luôn. Đó. Khá là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp ha. Chỗ này là mình sẽ mã hóa thêm một cái email nữa. Email là response email ha. Thêm một cái nữa là role. Là gì? Response chấm role ha. Mã hóa hết luôn, sau này mình giải mã ra lại nó sẽ có lại ba thằng này ha. Đối số thứ hai là một cái secret key thôi, để cái gì cũng được, miễn mình biết thôi.
Số thứ ba là có được không có được, tại vì nó là một cái option ha. Option thì mình hay để là expire in ha, tức là hạn sử dụng của cái token này là mình để gì? 5 ngày. 5 ngày. 5 5 5 date đó. Rồi ok. Sau khi mình đã tạo cái token này, mình sẽ reserve ra ha, reserve ra. Reserve ra gì? Euro thì sẽ theo cái respawn ha, hoặc là theo token cũng được, tại vì respawn mình đã check token, mình đã check theo respawn rồi, mình sẽ check token ha. Nếu mà có token thì trả về là trả về mã là thành công là không, còn không có thì trả là mã là 3. Còn trả về một cái nữa là gì, message cái gì, message thì cũng check theo token thôi. Nếu mà có token thì mình sẽ trả là ok, tức là thành công ha. Mình sẽ trả là ok, tức là thành công. Còn nếu không có token thì mình sẽ trả là một cái chuỗi, tức là user not found, tức là mà không tìm thấy user nên không có respawn á. Còn thứ hai, đến số thứ ba là trả về một cái token, token sẽ là token thôi, hai cái giống nhau thì một cái thôi. Phải thì token này nó sẽ check theo respawn này, nếu mà nó có respawn thì nó có token, còn không có respawn nó là null ha, thì chỗ này token sẽ là null ha. Rồi ok, rồi nha, bây giờ mình sẽ chạy chạy lại bên này ha, coi thử nó có trả về cái token không. Ok, gọi thành công nha, thấy chưa, nó đã trả về một cái token này, thấy chưa, thay vì nó trả về một cái data của user này thì nó trả về một token thôi. Đó, thì khi đã có cái token này rồi thì mình sẽ set state để lưu dưới local, tức là thì mình sẽ lưu dưới này, mình sẽ lưu token này và set cái trạng thái đăng nhập là bằng true. Thì mình sẽ vô cái trang login success để mình làm. Đó, sau khi mình đã call API kiểu là điều này nọ rồi thì mình sẽ set cái token ha. Mà bây giờ cái token mình đã dùng cái Redux để mình lưu á, mình lưu với local mình dùng Redux, thì bây giờ chỗ này mình sẽ dùng Dispatch thôi, mình không có gọi thẳng gì nữa ha. Cái dưới hàm con API mình sẽ quăng lên cái file action ha. Thì chỗ action này mình sẽ tạo một cái file là action type. Action type tức là những cái type của action ha. Trong cái này mình viết cái gì? Trong cái này mình sẽ là con action type cái object thôi, chứa các cái type thôi. Đầu tiên là gì? Đây là login. Login success. V. Đó. Tức là có login success ha. Thì trong action này mình sẽ tạo những cái file để viết API ha, là để viết cái action để mình dispatch lên cái Redux á, gọi là gì, au đi, action au, mà mình sẽ ghi là au action đó. Chấm z ha. Trong cái action au này mình sẽ làm gì, đầu tiên mình sẽ import cái API service vô đó, đây này, import thằng này vô. Okay. From API service. Rồi mình sẽ viết mình sẽ export một cái hàm, đó là gì, action, một cái action đó là login success bằng login success thì sẽ lấy ID đúng không, nãy mình gọi mình sẽ trả, mình sẽ nạp vô cái ID chứ gì, thì chỗ này mình đã dùng thin rồi đúng không, nên lấy chỗ này á, mình sẽ trả về được một cái object thôi, một object trong này có type bình thường thôi, nhưng mà mình đã dùng thin đó, mình đã cài thin trong cái file đây này đó, mình đã cài một cái middleware để cho phép mình móc đồng bộ rồi đó. Thì mình chỗ này mình có thể viết API chỗ này luôn ha, tức là mình có thể viết một cái hàm để call tới server chỗ này, thì để biết điều đó thì mình sẽ trả về một cái hàm ha, thay vì trả về một object thì mình sẽ trả về một cái hàm ha, tức là trả về một cái hàm nữa.
trong cái hàm này sẽ có một cái đối số là dispatch thôi. Dispatch này là của thằng thân nó làm cho mình đó. Đó thì thằng này sẽ async. Rồi dispatch thì chỗ này sẽ chạy cat thôi. Nếu mà ông fail thì ông sẽ dispatch. Dispatch một cái object. Object lên có type. Có type là mình sẽ import cái action type vô luôn nha. Import cái action. Mình phải trước khi import mình phải export nó ra. Export default luôn cho nó máu. Action type ha. Chỗ này mình sẽ import nó vô ha. Action type vô. Type là gì? Action type .login success. Còn cái data. Đấy chứ. Data là null. Rồi, chấm. Cái try này thì mình sẽ let respond bằng await API. Thì mình gọi ở cái component này thì mình không gọi ở component này nữa ha. Xóa đi ha. Chỗ component này mình sẽ dispatch ha. Thay vì mình gọi thẳng thì mình sẽ dispatch qua cái action. Mình dispatch tức là mình sẽ gọi lên cái thằng action này nè. Cho cái thằng action này nó gọi ha. Thì mình API mình sẽ chuyển cái ID vô đây. Mình sẽ console log ra cái dispatch luôn. Ok. Rồi, bên đây thì thay vì mình import cái thằng thằng này thì mình import ở cái file service thì mình import cái action này. Ok. Mình sẽ import ở cái store và import ở cái action, all action ha. Thì chỗ này mình sẽ dùng một cái hook nữa, đó là import use this path chứ còn gì nữa. From thằng này là của React Redux ha. Mình sẽ khởi tạo một cái this path. Dispatch cái action đó ha. Dispatch cái login session action đó. Chuyển cho nó một cái user ID ha. Rồi, nghĩa là sao? Khi mà component này nó mount, tức là nó được render lần đầu thì nó sẽ lấy cái user ID trên cái URL, nó gọi tới cái hàm login success trong cái action này. Trong cái action này nè. Đó, sau khi gọi vô đây ông này ông sẽ gọi API success, ông gọi tới server để ông lấy được cái token. Ok chưa? Sao ông log ra ở đây. Giờ sẽ lưu lại. Lưu lại. Rồi, ông log ra đây. Nè, ông log ra ở action này. Ở dòng 7 nè, đúng không? Rồi ông đã chạy cái hàm này và ông log ra ở dòng 7 này rồi. Đó, lock ra, ông đã lock ra cái data mà đã có cái token của mình. Thì bây giờ việc của mình là mình gì? Mình dispatch cái đống này lên cái resource để mình xét thôi, là xong ha. Thì trước đó mình phải check nó đã thành công hay không, hay là if respond.data.error. Cái code của nó là bằng 0 thì nó mới thành công đúng không? Đấy, mình để xét mà, code bằng 0 thì mới thành công á. Thì chỗ này mình sẽ làm gì? Dispatch cũng một cái type, đó cũng là type login luôn, nó cũng chạy vô cái login này luôn. Nhưng mà cái data này thay vì đó thì mình sẽ đổi thành cái token ha. Đổi thành là response.data.token. Rồi, còn nếu mà cái mã code nó không bằng không, tức là nó fail hay là có lỗi gì đó thì mình cũng dispatch ha. Nhưng mà mình sẽ dispatch cái null này lên ha. Sau này này muốn coi biết mã lỗi là gì á, thì cũng có thể dispatch lấy được cái message đó, bắn lên ha. Rồi bây giờ qua reducer mình viết cái key có cái action type là login success ha.
có cái reducer, auto reducer. Ok, mình phải import cái action type vô. Import cái action type vô, xong rồi này mình sẽ viết một cái key ha. Cái key là gì? Action type trong login success ha. Nó vô đúng cái key này rồi mình sẽ làm gì? Mình sẽ return là một cái offset mới ha. Mình giữ lại cái state không muốn thay đổi à, còn mấy state thay đổi ghi ở dưới, tức là is login, is login. Mình sẽ check theo cái action chấm data. Tại sao? Tại vì gì này? Tại vì nếu mà thành công cái action cái cục này nghĩa là action này, cái cục offset này là nghĩa là action này chấm data, tức là lấy vô được cái token này, tức là nếu có token thì nó là thành công, còn nếu là null thì nó thất bại. Thì chỗ này mình sẽ check theo cái action data, nếu mà nó có để chứng tỏ nó thành công thì cái login nó sẽ là true, còn nếu không có thì nó là false. Hơn tiếp theo là cái token, token thì mình sẽ là action chấm data thôi đó. Ok không? Rồi, ok nha. Tiếp theo mình set lại đây. Qua đây mình quay một vòng trái đất. Rồi, nó gọi này nọ đúng không? Nãy thấy nó quay cái gì? Nó là gọi API rồi chứ gì? Nè, nó gọi API rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi thử cái đây, thấy không? Cái local của mình đã có token và cái này là true rồi đúng không? Bây giờ giả sử mình xóa này, delete nó đi. Ok, chưa có gì nha, mình quay lại nè, tải lại nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy là gì, nó là có luôn rồi nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái dispatch logout ha, đăng xuất ha, tức là khi mà đăng xuất thì mình sẽ đổi lại cái này thành là phone và cái token này là null ha. Thì làm thế nào, thì cũng chỗ action này nè, đầu tiên mình bắt đầu từ cái action type ha. Mình sẽ bắt đầu bằng action type. Action type này mình sẽ để một cái từ là gì, logout. Logout cái gì? Viết lại logout. Đó, khi mà mình đã có logout thì mình vô cái file action này nè, mình sẽ viết một cái action mới. Đó là gì? Export con sư tử. Logout. Làm gì? Cái này mình không có trả ra hàm gì hết, tại vì mình không cần open API, mình chỉ set state thôi thì mình chỉ trả một cái offset thôi. Một cái offset ha, muốn trả một cái offset thì mình phải bọc lại nha, bọc lại trong dấu ngoặc tròn nó không bị lỗi ha. Mình chỉ trả về một cái type là action type chấm logout ấy. Đó, mình chỉ bắn lên cái type này thôi. Khi ông này ông bắn cái type logout này lên thì cái reducer nó sẽ map vô đúng cái action, nó sẽ map cho cái key là action type chấm logout. Thì khi ông map vô được cái, ông chạy vô được đúng cái key này thì cái key này sẽ làm gì? Nó cũng return ha. Return là cái gì? Cũng offset và trả lại mấy cái stack cũ. Trả lại stack cũ. Rồi set lại cái is login là false. Rồi token set lại là null. Ok không? Rồi ok, mình đã có cái action logout đây đúng không? Thì mình sẽ import vô cái trang này có chữ đăng xuất á. Có nút đăng xuất hồi nãy mình đã biết ở component home đúng không? Có chữ đăng xuất ở đây đúng không? Thì mình sẽ import cái action này vô. Import cái action logout này from trong cái file action đúng không? Cái này là một cái action thì trong cái action our action. Rồi, mình sẽ import cái dispatch vô. Cái user dispatch from thằng này là của React rồi đó. Rồi cũng tương tự khởi tạo một cái dispatch bằng user dispatch. Ok, rồi trong cái hàm này mình sẽ viết một cái hàm đăng xuất đúng không? Mình sẽ bắt sự kiện là onClick, tức là khi ông click vô cái nút này ông sẽ được đăng xuất đúng không? Thì là gì? Thằng này viết một cái hàm đó là gì? Dispatch. Không lưu ý luôn à.
dispatch cái gì, dispatch cái action log out chứ còn gì nữa. Ok chưa? Hello. Rồi. Ok, login success nha. Để coi thử nó đang ở, đang có token đúng không? Bây giờ mình vô cái trang home nè. Rồi, trang home nè. Đó này lúc đang nhập đăng xuất đúng không? Thì cái này của mình đang có token đúng không? Tức là nó đã đăng nhập đúng không? Bây giờ mình sẽ ấn đăng xuất nè. Bụp. Mình sẽ coi lại cái token nè, thấy chưa? Cái local nó đã chuyển thành full và null nè, tức là lúc này sẽ đăng xuất là nó không còn cái giá trị nào dưới local nữa. Đó, xong ha. Rồi bây giờ sao? Giờ mình đăng nhập lại. Alo, cái này Facebook ha. Quên quên quên. Mình sẽ đăng nhập bằng Google ha. Đăng nhập. Rồi. Đã có token này nọ, còn cái trang login success này mình không có hiện UI mà, nên cái chỗ này khi mà mình đã đăng nhập xong thì cái mình chỗ này mình sẽ redirect ra trang home luôn ha, chứ mình không có hiện UI ở trang này ha. Thì bây giờ mình làm sao? Close all luôn đi. Vô cái trang login success này. Mình đã dispatch xong rồi. Ở đây, mình dispatch xong rồi. Đó, chỗ này mình sẽ lấy thêm một cái là gì? User selector nữa để mình lấy cái trạng thái is login á. Còn is login tức là mình lấy này để mình biết là tức là mình lấy cái giá trị này là cái này nè, là true or false này nè. Đó để mình biết là login hay chưa. User selector lấy stack lấy ở cái reducer nào, reducer stack.out đúng không? Rồi, là lấy user login. Thì trong cái React Autodom mình sẽ có một cái component để chuyển hướng đó là navigate. Rồi, lấy component này thì dưới này mình sẽ làm gì? Check thôi. Nếu mà thằng e login là true á, tức là mình đã đăng nhập thành công thì mình sẽ navigate thôi. Navigate chứ trang home thôi chứ còn gì nữa. Alo, cái này là cái combo đành nữa, không phải hàm nữa. Navigate thì block đầu tiên là to home rồi. Tiếp theo là mình để là replay ha. Play bằng to nó sẽ xóa đè hết, làm sạch cái history track của React Autodom ha. To đó. Và chỗ này mình sẽ làm một cái là gì? Bao nhiêu đó ha. Ok. Bây giờ mình đang có đúng không? Mở đăng xuất nha. Rồi. Móc rồi nha, đăng nhập nè. Đó, đăng nhập rồi sẽ bấm đăng nhập Google nè. Sau khi đăng nhập xong nó sẽ không còn cái trang login success nữa mà sẽ redirect ra cái trang home cho mình luôn. Đó, thấy chưa? Nó sẽ qua cái trang home luôn nè. Là còn hết 3000 nè, nó không còn login success nữa, nhưng mà cái dưới local mình đã có token rồi nha. Đó, ok chưa? Tức là cái component login success nè, nó chỉ là component mượn để mình con API thôi. Đó. Chứ nó không phải để hiện UI ha. Nhưng mà cái cách làm này á sẽ có một cái vấn đề về bảo mật, đó là gì? Đó là khi ông không cần phải bấm đăng nhập bằng Google luôn. Đúng không? Giả sử như cái này đúng không? Mình đăng xuất mất đúng không? Nhưng mà mình bấm qua cái chữ đăng nhập. Đó, mình không có bấm vô đăng nhập Google để nó hiện ra cái box đăng nhập Google trước, mà mình chỉ cần mình biết được cái ID của thằng user thôi. Giả sử như mình làm một cái nào đó mình biết được cái ID user là thằng này. Control A đi. Đó mình biết thằng cái user ID này. Xong mình biết được cái rau này, nó cái rau login success nó có nhiệm vụ là con API đúng không, thì mình chỉ cần là local host đây này. Xong mình vô đúng cái này mình chạy là nó cũng đăng nhập được thành công, mà không cần không qua đăng nhập Google đúng không nó đăng nhập thành công này, nó không cần phải đăng nhập qua Google. Đó là một cái bước khởi mặt ha. Đó thì hôm sau mình sẽ chỉ cho mọi người cách sửa cái bước này, tức là khi mà họ muốn đăng nhập á thì phải làm gì, thì phải bấm qua đăng nhập bằng Google, tức là phải có một cái box này nè. Đó, ông phải đăng nhập bằng Google này thì ông mới
ông mới được đăng nhập cái chỗ của tôi, chứ ông không phải kiểu cái dạng là ông biết cái user ID của nó thôi, ông chạy vô ông gõ đúng cái link này là ông đăng nhập được, hiểu không? Đó thì cái đó là cái đó không cần kiểu mình đăng nhập mà không cần mật khẩu luôn á, chỉ cần biết user ID đăng nhập được đó. Nên hôm sau mình sẽ sửa, mình sẽ chỉ fix cái lỗi là khi mà gõ cái link này vô á, biết được user ID không, ông gõ vô link này nhưng mà khi ông gõ vô á nó vẫn không đăng nhập ha, nó không cho ông đăng nhập ha, nó sẽ hiện một cái thông báo đó là gì, ông phải đăng nhập bằng Google trước thì ông mới được đăng nhập ha, chứ ông không phải là gõ cái link này ông đăng nhập ha. Vậy video sau mình sẽ làm bằng cái đó ha. Video này mình kết thúc tại đây nha.